vị tên Lê Thị Xuân ở Yên Bái hỏi như sau: câu hỏi thứ nhất, người tu theo thiền tông khi không theo thiền tông nữa thì có cần chú ý những điều gì để không bị lực đánh trả của vị thần Kim Cang? Tu không tu nữa hả? Dạ. Mình tu rồi cho mình không tu thôi. Mình đi vô đây á, thì phải chú ý thần Kim Cang thôi. Nhưng mà mình để ý cái này nè. Thần Kim Cang không phải đụng ai cũng đánh đâu. Có nhiều người mình thấy á, cái người ta chửi á, không đánh, mà cái chửi chê nó đánh. Mình nên chú ý cái thần Kim Cang. Cái người nào mà nên nhớ là trên mạng mình chửi cho mạnh thật mạnh, hoàn toàn thần Kim Cang không đánh. Cho nó là tình báo chư Phật, chư mạnh. Phải hiểu như thế. Còn mình đã đi ra rồi thì thần Kim Cang không nói. Đi ra ngoài tu bất cứ cái gì thì thôi, không nói. Còn nếu ở đây mình để ý á, hơn nữa nếu mà cái người mà cái phước lực ít quá đó, mà về đánh đặt, còn nếu phước lực nhiều cũng để nha. Rồi trong này nó có nhiều cái dạng, mà chơi thắng luôn là cái đó là kêu là ông Phật muốn gài vô để cho cái thiền tông này nó phát triển mạnh lên. Không phải người ta chửi cái thiền tông mà là ta ghét thiền tông, mà do cái sứ mệnh. Thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là phẩm Đề Bà Đạt Đa là thách thức Đức Phật, là chửi Đức Phật. Sau cùng Đức Phật nói là thằng cái Bồ Tát, Bồ Tát giống Đức Phật. Mình phải hiểu cái này. Còn mình tu thì tâm không tu không, đi ra tu khác thì đâu tu, tu một lý. Thế giới này là tự do. Ông Phật nói đúng là cũng là tôn trọng tất cả những ai muốn về Phật giới thì ông giúp cho về, còn không muốn về thì thôi. Chứ ông không khuyến khích tu, thì tâm không khuyến khích tu cái này. Chứ đâu phải là cái tu mà vật lý thì người ta khuyến khích tu, còn thì không hoàn toàn không khuyến khích tu. Ai muốn về Phật giới thì tìm hiểu về, không tìm hiểu không để chú ý cái này. Rồi con hoàn thiện. Câu số 2, con thấy trên YouTube đi có chia sẻ tựa đề chủ tịch cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ xác nhận là thông linh, vậy cho con hỏi thông linh có nghĩa là gì? Nói đúng mà thế gian này nó lầm ở chỗ này. Ở thế gian nó mình giàu. Bởi vì cái Trung Nguyên là ông sao? Mới 25 tuổi bắt đầu phát giàu. Ông sinh năm 1972, tuổi Tý là 50 tuổi. Ông phát vậy đó, nhưng mà đều cái nên nhớ là tất cả những người mà giàu ngang siêu là ai giúp đỡ này? Là thánh giúp đó. Mà khi mà tàu đến với cái đỉnh cao rồi đó thì phải tìm qua cái tâm linh, tìm qua tâm linh đó là ta là giàu về vật chất, rồi về tâm linh ta phải số một thì mới giàu được. Tu bất cứ ông Thích Ca ngồi 49 ngày tu để được thành, thì giờ ông thành thánh rồi, ông cà phê Trung Nguyên thành thánh rồi. Vì thế mà ông dùng cái thuật y như ông Thích Ca. Ông Thích Ca này sao bỏ vợ con ra tu, thì ông vợ ông Trung Nguyên này cũng bỏ vợ con tu giờ để làm thánh là tu để được thành thánh. Cái đó là ông đó tốn rồi, nó lâu ra ông là thánh là đắc quả thánh rồi. Còn nói thánh gì thì tùy theo quý vị nói, cái tu thật thôi. Tôi xác nhận ông là thành thánh. Còn thánh gì thì tự mấy ông mấy người đặt cái câu sau lưng thánh là phải cái thánh gì đâu. Cái câu thánh là nói chung, còn cái câu sau cùng mà cái chữ sau cùng bổ túc là thánh gì thì tự quý vị biết. Chứ mình không can thiệp vào cái phần vô thần. Giờ hỏi tiếp. Câu hỏi số 3 là bỏ tiền in sách thiền tông khi sách chưa in ra cũng như chưa đến tay người đọc, thì người bỏ tiền ra in sách đó đã có công đức chưa? Công đức là khi nào người ta đọc ta hiểu, còn mình in 1.000 mà mình
ngàn nguyện mà ngày đọc thì cũng như đâu có thôi vậy đó. Phải chú ý này, giống như con đi giúp cho người ta ăn cái gì mà ta ăn được, người ta lo thì con có phước, mà ta không ăn là làm sao con có phước. Sách kinh sách vậy, in mà người ta đọc người ta hiểu thì cái công đức nó tự động nó chảy vậy nha. Mình hỏi cái này nó đúng là thế gian mình không biết, nhưng mà thần cũng biết, cũng thần quản lý cũng biết, chứ không biết cũng thần quản lý cái ông đó là làm cái gì thì giống như mình bây giờ, bởi vì khi mà dân minh cao mình đi làm gì tài khoản mình có lợi bao nhiêu tự động nó chảy vô tài khoản mình. Bây giờ thì mà bây giờ thì tao mới rõ là tất cả những gì mình có phước đức ác đức công đức đều do vị thần biết hết. Mình phải hiểu cái này. Rồi trong đó khi nó kết thúc rồi, người ta mới xem ở trong cái ngón tay mình có cái gì thực thi nhân quả theo cái đó. Bây giờ khoa học lên cao thì nói cái này người ta mới tin, chứ ngày xưa là các đạo khác hai bên về giáp chấm điểm này cái điều họ tưởng mà nói vậy. Chứ đúng là thần thực thi nhân quả chứ biết. Rồi nói tiếp. Câu hỏi số 4, vào đền, đình, chùa cùng mọi người con không thắp hương mà chỉ chắp tay cảm ơn Đức Phật đã cho con biết đến con đường chánh pháp, con vẫn như vậy, liệu công đức con có bị bôi đen không? Rồi cái gì đền, đình, chùa nói chữ chắp tay, đền thì là những vị anh hùng nhân tộc vô mình cúi đầu mình cảm ơn được, mình một phần lòng con người vật lý cảm ơn thì rất đúng. Đình là cái gì? Là nơi thần nữ để mà giải quyết cái câu chuyện ở trong làng, trong xóm. Mình có chuyện gì đến, còn nếu mình đến mình ngưỡng mộ cúi đầu Phật không xin, cho nên mình mở miệng mình xin cái gì thì đó có nhân quả, còn không xin thôi. Còn chùa cũng vậy, chùa mình thấy Phật mình cứ đến mình hiểu đâu cũng được rồi. Phật cầm cành sen, không cầm cành sen, nhiều nói là Như Lai để cho thế giới này sáu con không tu, và con thấy pháp môn truyền tâu nó hay, con cảm ơn Như Lai. Kể cả cảm ơn Đức Phật mà truyền cái pháp này pháp kia vật lý cũng không sao. Đừng mình trường khi là mình cầu xin được bao giờ, cầu xin được thì là chắc chắn mình có một đức bị bồi. Nhớ được đừng cầu xin gì hết, cảm ơn thì không sao. Kể cả cái chùa vật lý vậy, thấy Đức Phật tọa thiền thì mình đã tu tịnh độ, nhờ Đức Phật để lại cái pháp môn tịnh độ này nó hay thì còn thích cảm ơn Như Lai rồi Phật. Chứ đừng nói là đó này do con xin Đức Phật được rước con về Cực Lạc cũng được, thế gian này không có ai giúp ai được đó. Phải hiểu phương thế giới này, nếu mình không hiểu là mình tin sai. Thứ nhất vô mà quy mà lại đầu là thua rồi, ông cỡ nào cũng biết mà vô mà quy mà lại là đầu tới là. Bởi vì tất cả tôi nói là tất cả các chùa ở đây và ở thế giới ai được, Phật có đâu ở đây được, mà tất cả chùa ở Việt Nam và thế giới đều là chùa linh hết, linh ai được. Mình phải hiểu cái này. Một người mình là có một người mang tánh Phật mà đi lại giáo viên là không được. Tự mình đã có nghĩa là mình vừa cúi đầu rồi lại một cái là nó rờ đầu rồi tôi đeo luôn. Cái hiểu nguyên tắc thế giới vật lý này nó là thế. Vì thế mà Đức Phật ra đời để được dụng đại, dụng hóa tất cả những Đức Phật muốn tu tịnh độ luôn một chú Đức Phật cho khuyến khích luôn. Bây giờ tại vì không, bây giờ còn thích đi chơi nữa thì cứ đi, chừng nào chán thì về. Nhưng mà phải 10.000 năm mới có một vị Phật dạy cái đi về, chứ không phải muốn về lúc nào về. Khi chuyện tâm có qua đời rồi thì còn đâu có làm sao ai chỉ cho mình được cái công thức để về. Mà chuyện tâm trước khi chưa ra đời ai dạy. Bởi vậy thành ra để ý này, tất cả người tu cạo cái đầu là xưng ta, chữ ta là người trẻ. Ta là gì? Ta chấp ngã rồi. Thành ra thầy nó có nhiều vị thầy ta tưởng là tu cao rồi này kia là bắt người ta lại xin lỗi cho nó chết. Ai Đức Phật đã ra đời
ai cũng có Phật tánh, ta chỉ cho mình ông Phật đi dạy ông Phật. Nếu mà lại mình về thì được, ông nói hòa thượng á, ông hiểu bài này còn lại ông được. Nếu được vậy ông phải chỉ cho tôi biết, tôi cảm ơn tôi lại ông. Còn ông Phạm Phu gần chết kêu mọi người là Phạm Phu Tăng mà bắt ông bắt người thường lại không được. Phải là một thánh tăng. Thánh tăng là thông suốt tất cả những gì đời Đức Phật dạy gọi là thánh tăng. Còn mình cúng tụng cầu xin lại được gọi là Phạm Phu Tăng. Dù anh chị bao nhiêu tuổi cũng không biết, nhưng mà anh hiểu này được xếp vào Phạm Phu Tăng. Vì thế mà đạo Phật xếp có hai loại, thánh tăng và Phạm Phu Tăng thôi, chứ không có gì. Còn cái phẩm cấp thì hiện giờ nói để cho biết thôi, để mà hòa thượng là điều hành lớn, thượng tọa là trên cao chút, đại đức thì tháp xây di nó nhỏ vậy thôi, để di thì được xếp được lính. Còn đại đức cũng về thiếu quý, thượng tọa trung tá và thượng tướng có vậy thôi, nó giống vậy thôi, cũng là con người thôi chứ không khác. Đạo Phật phân bình rõ ràng vậy, cái gì là luân hồi, cái gì giải thoát, cái gì vật lý, sống ở trên này có hiểu. Bởi vậy đạo Phật tu phải bằng trí tuệ, trí tuệ là trí tuệ bát nhã ba la mật, có nghĩa là cái trí tuệ này thanh tịnh và trung pháp thì mới gọi là một người tu theo đạo Phật thiện tâm. Giờ con hỏi gì? Câu hỏi số 5, con có con bị bệnh, con muốn cho cháu đọc bài An Trì Phật để cháu sức khỏe. Nhưng con có nghe thầy nói là đi theo pháp môn thiền tâm đúng là hay bị quên, và cháu còn đang đi học, lỡ như quên tất cả các bài vở thì phải làm sao? Khi quên đó là mình tu thì nó còn nhỏ ra đi học đâu có hiểu cái này, thì phải coi chừng nó đi kiểm lại cái điện tâm đồ, coi cái hệ thống điện từ nó có ổn định không, nó trục trặc về cái điện từ vật lý thì phải đi kiểm bằng vật lý, kiểm bằng thầy thuốc. Còn cái An Trì Phật này nó chỉ bị được cái bệnh là người ta bị dâu nhập sát, hoặc là cái bệnh mơ tưởng, mình mơ tưởng mình đem những cái mê tín vô tụng cái này hết, mình mơ tưởng nó vậy thôi. Rồi nó đối trị cái An Trì Phật này gọi là đối trị chứ không phải là trị bệnh, đối trị. Âm vô nhiều An Trì Phật nó vô, dương nó vô, anh kia chạy ra là nó hết bệnh, chứ không phải là cái đạo đem vô An Trì Phật á. Vậy nó đang có bệnh về thần kinh mà đang An Trì Phật tụng riết nó điên luôn. Nên phải hiểu bệnh gì uống thuốc đấy, đau gì trị cái đấy. Nhưng mà còn nhỏ mà nó có chuyện mà nó tu thiền tâm lắm, đứa còn nhỏ mà nó quên, nó quên này kia đưa thiền tâm tụng riết nó hùng luôn. Nó chịu nổi, nó chịu mà nó không dám nói, bà già nó biểu vậy thì nó ức chế, mà ức chế nó sẽ bệnh. Rồi con hỏi tiếp, tu tập theo pháp môn thiền tâm có bị đổ nghiệp hay không? Tu tập theo pháp môn thiền tâm có bị đổ nghiệp nhanh hay không? Cái đổ nghiệp là nó tùy theo, chứ không phải đổ nghiệp nhanh được chậm gì. Bây giờ nếu mà đã chấp nhận vô thiền tâm rồi, nên nhớ một điều à, tất cả những người ở trên đất này mà làm ăn, tất cả là nhiều con hồn ngũ hồn đắc ế cho con hồn. Mà giờ tu cái này con hồn nó không lại giúp mình nữa là thì sao, ta tự đổ nghiệp, chứ mà nó không giúp mình là sao đổ nghiệp. Tất cả những lần kinh doanh bất cứ gì ở trên thế giới này là con hồn giúp mình, thấy là bạn đắc thì đương nhiên phải cúng con hồn đó, thành ra mình phải đỡ cái này. Còn cái nghiệp nó cái nghiệp là ví dụ cái nghiệp mà nghiệp dư không đổ được, mà cái nghiệp mà nó ăn mình vô nó đưa vô cái này thì đương nhiên nó có đẩy cái kia chạy ra thì nó đổ, đúng rồi. Nếu đã tu thiền tâm phải ngang dạ chấp nhận luôn thì mới là còn, nếu không thôi đừng tu. Thì nói đổ nghiệp cũng đúng mà không đổ nghiệp cũng đúng, nhưng mà tùy theo cái phước anh còn lớn quá nó không đổ đâu, nhưng mà phước mình yếu thì nó đổ đi. Tu thiền tâm phải phân định rõ ràng cái nào, tất cả những người mà tu
thì tâm mà tu một chú hay là tu một hương cúng này cũng kia tu là đổ liền. Còn trước giờ tu không có thấy đổ gì, đâu có gì đâu đổ, chỉ trong cái bình này có miếng gì mà đổ, nó đổ ra chừng nào này nhấp đổ ra, nó chạy ra thì nó phản ứng này, nói theo cái khoa học gọi là phản ứng khoa học. Cực dương nó vô âm dương thế giới cái đất này đi ra, nó phải hiểu thế giới vậy. Đây mà là thế giới vật lý, thiền tông là nó phá thế giới vật lý. Vì thế mà tôi nói là thiền tông Đức Phật là không thể giải được cái lời lừa được, mà đợi khi lời lừa dâm minh lên tầng cao thì tìm trong 1.000 người tìm được 1-2 người, chứ không phải dễ đâu. Rồi cũng hình chứ tu tập theo pháp môn thiền tông, những người trong gia đình có bị đổ nghiệp cùng không? Đó là đổ nghiệp theo. Bây giờ cái gia đình ai cái làm ăn, bây giờ mình tu thiền tông mà gia đình mình làm ăn thì đương nhiên là đã thiền tông ngữ vô gia đình rồi thì tất cả đều âm ra hết, ai trong đó đều ra hết, chứ không có chạy khỏi đâu. Bởi vì Phật mở nói là nếu có tu thì làm ơn làm thinh, đừng có nói, từ nào cả gia đình đồng ý thì cùng nhau thì không có không sao, hiểu nhau thì không sao. Chứ còn ông chồng hoặc là bà vợ tu mà chồng hoặc vợ không tu thì nó xảy ra rồi lung lung, đó là có cái chuyện. Thành ra tiền tâm nó khó thì nó khuyên mà. Giờ tôi nhớ còn cái quyển số 5 tôi có viết là gia đình mà không chịu đừng tu nha. Còn nếu không tu phải làm sao, có chứ đừng có tu ngang. Nhiều cái gia đình sống dở chết dở gì cái đang có tu cái kia mà trong gia đình có người tan qua luôn, phá tan. Cái này là cái quy luật vật lý chứ không phải không nào hết. Cái cô hồn nó giúp mình mặc dù nó không dám vô giúp nữa làm sao. Cái đức nhân quả này là mình phải hiểu thế giới này là thần quản lý tâm linh vô hồn là giải quyết vấn đề sinh tồn của cái đất này, chung nó nhỏ đâu. Con người mình chỉ là công cụ thôi, công cụ làm theo cái tham muốn của cái tánh Phật. Nhưng mà tánh Phật nó bị trao đảo vô theo cái quy luật giá trị thì tánh Phật không còn sáng suốt nữa, mà làm theo cái tưởng của tánh người. Tưởng cái người là nó là công cụ, họ thành ra tu rồi không phải chú ý được kỹ. Và gia đình mà hai vợ chồng thì công một chồng là tu một chú, mà vợ vô đây cũng bảo là đánh đổi liền. Nên là thành cái thế giới vật lý mà phải đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu mà nó sai không được. Rồi con hỏi chứ con theo pháp môn thiền tông, còn người nhà của con thì không, nên thường xảy ra cãi giả, không biết là do nghiệp của con hay là do âm dương trái ngược nhau. Thì nãy nói rồi, hiện tại chồng người dương người đem cái công đức nó vô, nó thường nó phá luôn cả phước đức dương, ác đức luôn, phước đức dương của đâu phá, thì nó đương nhiên nó phải sống ổn. Cái này là đương nhiên, nếu mình suy nghĩ tích kỹ rằng là tại vì cái thiền tông này nó phá. Thành ra bây giờ muốn tu thì tông phải nghe. Bây giờ ngày xưa hỏi Phật hỏi chứ con tu cần phải chứ con gan thì cho tu được chỉ cách cho. Trong quyển nào tôi đã chỉ rất rõ ràng cái cách tu gì đâu, chứ đâu phải muốn thì tông. Tại sao cái hiện giờ nước Việt Nam mình gần 18.000 ngôi chùa mà có chùa nào dám tu này đâu, mà chỉ thì tông dám. Khó, cực kỳ khó. Thì bây giờ trước khi mà con bố nghĩ nghĩ ra, con bố pháp môn này ra thì cũng phải nói từ từ cho biết, đừng có sốc. Nếu mình không biết sốc liền, không biết cái này thì gán cho thiền tông là tà đạo luôn, rồi cũng ma dương luôn, nó cực kỳ khó. Mà bây giờ trước khi đã mình chưa mà làm cho nó tư tưởng là ổn định mà còn nó còn bị vậy. Chứ nếu mà tư tưởng cho hiểu thì làm sao ai dám tu này. Bởi vì Đức Phật nói là tại sao 2.700 năm sau mới dám, mới cho công bố vậy này.
Ngày xưa tôi nói thật cái hội bà giỏi tất thiên công bố quyền ký chứ không công bố giáo lý. Quyền giáo lý hoàn toàn mật không không được. Mà cái quyền giáo lý này nó đi theo cái con lông lửa. Mà trong kinh Diệu Pháp nó đi theo lông lửa. Vì lông lửa đã dẫn từ lúc mà Đức Phật thành đạo, Đức Phật giảng đạo. Nó thì cái này bây giờ mới dần dần là cái tại làm sao mà trong kinh Diệu Pháp đi qua nói là lông lửa thành Phật. Lông nữ dạy thành Phật, nó có cái gốc đích của nó không phải không? Nhưng bây giờ chưa nói được, từ từ tôi sẽ nói rõ cái chuyện này tự nhiên. Nói lần này thì nó phá, họ không ai chịu đâu. Giờ tiền đi, cái tiền tâm này họ, giờ mình tính là 17.000 cái ngôi chùa, 18.000 ngôi chùa, giờ trung bình một chùa 10 người đi, tổng số bao nhiêu? Có ai dám rỡ tới cái này? Có nhiều thầy vô đây theo cái này sao cũng chạy luôn không? Giờ ai có quen cái cô ở Cần Giuộc chạy luôn, vì ở Long Xuyên cũng chạy luôn, cái lần đó luôn nói mày đặt nói vô nó xong xung xung với nhau lên nó giật chết luôn, vô thì nó phải bỏ dứt khoát bỏ. Mà đây là bây giờ mới nào cái 60%, 40% những cái gì mà chưa dám nói ra, nói ra hết có đảo lộn hết chúng ta về đó, nó về đó. Vì thế mà ông Tích Tiểu Thông ông bảo là không công bố, không công bố mừng rằng ông nói cái mày ông trên là giả. Ông tiếp cận cái này là từ cái lời nào tôi biết hết, nhưng mà thôi không. Nếu mà trước khi mà chùa thì tôi chưa công bố ra không ai biết, nhưng mà có nhiều người biết nhưng mà biết không trọn vẹn. Mấy cái người mà biết trước chùa tâm chưa công bố là lấy trong cái bài báo của bà Bút Trà viết ra, bà báo của Sài Gòn mới ngày xưa viết ra. Mà báo nên nhớ là phải đăng quyền ký giáo lý không có, bà không có giáo lý. Vua Trần Nhân cũng không nói về giáo lý, mà vua Trần Nhân nói quyền ký thôi, nói căn bản quyền ký rồi. Câu hỏi tiếp. Trước khi biết thiền tông, con thường đến chùa và biết đầu năm thì đội bát hương cúng sao giải hạn, giữa năm thì cũng gần tháng 7, cuối năm lễ tạ. Giờ biết thiền tông rồi, con không làm những việc đó nữa. Thầy ở chùa nhắn tin như sơn với lên với con, vậy con phải làm sao? Có cần phải đến đó gặp thầy làm lễ xin ra hay con phớt lờ đi và cố gắng tạo công đức thôi? Giờ tất cả vị thầy mà mình đến thì đương nhiên mình đến cái tất cả các chùa mình đến mình có cái cúng dường lớn tập cái chú ý mình. Còn mình là tới không cúng dường thôi mình cũng đi đâu đi. Thì bây giờ mình có đến không đến thì cái thuật của mình là trong đạo Phật nó nói câu là tu mặc tận rồi dứt khoát, đừng có nói tự nhiên ta bỏ. Trong đạo Phật có nói dạy câu là tu mặc tận, đừng ngó ngàng tới. Giống như ở trong, giống như ở trong cái chùa, ví dụ có cái người nào mà không ai ưa đó, bằng cách đừng có chửi ra ta, đừng nói bỏ, đừng có ngó tới đó. Mặc tận này làm cái gì là đừng xen vô. Trong Phật chỉ cái này, nó không biết lòng ai, mà từ kia người kia đó, người ta từ từ ta tỉnh ngộ lại. Chứ tại sao bao nhiêu người mà không chơi với mình, ai cũng bỏ mình hết, tự nhiên không phải xét lại. Để Đức Phật có dạy gọi là tu mặc tận, tu vật lý thiền tâm cũng áp dụng cái này. Còn bây giờ mình không đến thì không bao giờ gọi điện thoại riết mà hết tiền, người em tới tao bỏ mình chứ nói sao. Tuyệt đối đừng có trở lại nó ở con về tu khăn, đừng có làm, đừng có nói vậy. Nói vậy tập tức à, còn hoặc là nói á, nó khéo một chút, nói nhắn với ai nói vậy, con ở đây nhưng con đi chỗ khác. Ví dụ Hà Nội nói vậy, con vô Sài Gòn quá mà ở Sài Gòn nói ra Vũng Tàu mà tôi cái đó rất im sung, nó có gì mình phải dùng cái lời lẽ, nhưng mà đừng có làm cho người ta buồn. Thế thế gian này bởi vì ai cũng là tham,
ai cũng tưởng thắng. Tu, cái lỡ tu tới chùa thì cũng tới, tới thì thôi chứ được. Mình tu là cái người nghĩa là không có đụng chạm đến trần chấp, ai tới tới thôi. Tới thì hỏi đạo thì giúp cũng hỏi tới thôi, mình lo chi. Rồi con hỏi tiếp đi. Hoa niêu của Phật thì sáng trong, không có vết. Hoa niêu giả có vết. Nếu người mắt kém không nhìn rõ có vết để phân biệt, vậy chỉ cần thử ba lần đi rồi dừng lại. Nếu dừng lại là được, có đúng như vậy không? Mình mà thân tứ đại á, thân tứ đại á, thì cái những cái mây nó che thì mình thấy không rõ. Chứ trong quan tâm thì ba bằng điện từ âm dương giải thì ai giờ rõ cái điện từ dương ai cũng như ai không có rõ. Nhưng mà phân tích chỗ này là tại làm sao mà cái hoa tiêu nó vậy, nên nhớ rằng phải hiểu cái này nè. Trong cái tam giới này á, nó có điện từ quang chứ hay không, nhưng không ai phát hiện được, mà chỉ ông Phật phát hiện được thôi. Mà ta tưởng nó trong thế giới là điện từ âm dương không, cái sự thật nó có điện từ quang rồi. Vì trong cái không gian này đầu tiên là điện từ quang, nhưng mà nó quay một cái á, thì nó hút cuốn hút nó thành âm dương. Một cái mà không cuốn hút nó là điện từ quang. Đức Phật cũng sử dụng cái thuật lấy cái điện từ này để tạo cái quang tiêu, thành cái quang tiêu nó sáng trưng. Còn cái ông thần hoặc cái hồn mà lấy cái điện từ dương nó tạo, thành nó thấy có cái màu nó khác. Cái đầu kia một kỹ thuật cao cấp á, nó nhìn được cái này ha. Nói bây giờ nói dần dần cho rõ ra vậy đó. Cũng lấy nhưng mà lấy bằng điện từ dương tạo thành quang tiêu, nó có vết ở trong đó, nó có vết âm ở trong đó. Thế thì mình là điện từ dương chắc chắn là phải có hình ảnh bị nó dùng, còn nó là lấy cái chất đục ở trong không gian này. Còn cái điện từ quang là lấy cái trong hoàn toàn, nó không có gì hết, nó phân biệt là vậy. Còn khi mà mình đã mang cũng muốn thân là ai cũng là mang, con mắt cũng bằng điện từ âm dương hết. Khởi vì con mắt mà không thấy là gì, mắt bằng thịt, thịt thì nó có lão quá rồi, nó có mây kéo, có gì gần kéo thành rồi, mà có cái thì mình gọi là mắt mờ, chứ nó làm sao mờ, tại nó kéo mình không thấy. Giống như mình đeo cái mắt kiến, nó trong đây làm sao thấy, nhưng mà mắt kiến nó dơ thì nó mắt kiến nó dơ thì nó không thấy, với vậy thôi. Vậy thế mà thậm chí cái thuật là nếu nó trong là ông lấy bằng điện từ quang trong cái tâm giới này, còn nếu mà nó có hình ảnh gì nó là lấy điện từ dương của nó, chắc chắn phải pha cái âm thì nó có hình ảnh gì thôi. Rồi câu hỏi tiếp. Cõi Bồng Lai tiên cảnh có mấy nơi sinh sống, và người ở cõi này có được phép đi chu du ở trong trái đất này không? Thường thường á, mà nếu mình tu mà đền thành tiên ở Bồng Lai tiên cảnh, trái đất này là thì mình vào đó mình sống. Mà cái nơi nào trên trái đất nào mà có cái lục địa rộng á, mà không người ở, mà trong đó có cỏ cây hoa lá đẹp, nơi đó gọi là Bồng Lai tiên cảnh, là nơi tiên cảnh ở. Thì Việt Nam mà chắc không có, Việt Nam mình đất nó hẹp. Mà bên Trung Quốc á, nó có Bồng Lai tiên cảnh. Mà ngày xưa đó thì Phái Nga Mi nó phát hiện cái này, nó mới vào trong đó nó tu liền, nhưng mà bị mấy bà tiên đuổi ra, mấy bà tiên đuổi ra. Khi mà tu mà nhìn thấy rồi nó không dám, có nghĩa là Phái Nga Mi mà nó tu liền rõ mà nó thấy được rồi, nó vô hoặc còn đi ra liền không dám. Nó là tất cả Bồng Lai tiên cảnh, có nghĩa là lục địa lớn mà chỗ đó có cảnh hoa lá đẹp không ai tới, gọi là Bồng Lai tiên cảnh. Ở Úc có này, ở Mỹ có này, ở châu Âu có, ở châu Á có, duy nhất là của Trung Quốc thôi. Chứ Nhật không có, Triều Tiên không có, mấy cái đảo không có, mà đảo là phải lớn như Úc, New Zealand không có, mà Úc mới có. Bởi vì trong trên này có mấy cái châu, nó có một loại cảnh, một vùng nó có, một vùng nữa là vắng người và cây cỏ hoa lá đẹp, gọi là Bồng Lai tiên cảnh. Nằm có suối có nước,
mình thấy được nó chi như cái hành động không gia ở Quảng Bình mình nữa. Mới phát hiện này có bao nhiêu năm, có mấy chục năm, chứ ngày xưa nó ai tới nó rất đẹp, nó ai tới bây giờ phát hiện con người tới là cái kia nó tan, nó giờ đâu đi mấy cái chỗ vậy, nó giờ đâu đi vì cái thế mà Trung Quốc nó lớn quá đi, không ai con người cả 10.000 năm không tới, không ai tới được. Đó là vòng lại cái cảnh còn ở trên tiên mà sống ở trên cực lạc thì gọi là tiên. Bởi vì trong tới 33 cõi trời giờ có 6 hành tinh tiên, hành tinh cực lạc gọi là hành tinh tiên. Còn mình ở đây nhưng mà mấy châu mà chỉ có mấy cái châu nó có một đại thiên cảnh thôi chứ không phải châu nào cũng có. Rồi câu hỏi chùa Bất Oai ở Hà Nội có giống với chùa Thiền Tâm Tân Diệu hay không? Chùa Bất Oai bây giờ đó thì tôi chưa đến chùa đó. Ở Hà Nội thì nó có hai cái chùa mà biểu tượng nhất của cái Thiền Tâm là chùa Bà Đá và chùa Quán Sứ, là hai cái chùa này biểu tượng của Thiền Tâm đó. Ở Hà Nội là lâu đời nhất. Nên còn chùa này tôi chưa đến thì không đánh giá được. Rồi câu hỏi tiếp. Bây giờ chùa nào, bây giờ đi ra ngoài Bắc á, muốn biết cái chùa nào mà ta tu Thiền Tông á, phải vô cái chùa, cái tượng Phật bằng gỗ, muôn mộ đen, thật đen ốm mà không, mà có cần phải xem, đúng là cái chùa ngày xưa, của tác tổ ngày xưa làm ra, gỗ phải gỗ muôn, đen thui, nó bóng lượng, bóng giống, nó đen mà nó bóng, làm chùa đó là mới đúng chánh gốc là của Thiền Tông ngày xưa. Là vì ngày xưa cái gỗ nó về, khó kiếm lắm mà mấy ông thầy thì mấy ông thiền sư mới kiếm được thôi chứ người thường không kiếm được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, từ khi con mở kinh An Vị Phật nghe tới nay con nằm ngủ hay mơ thấy bà con chồng họ đã mất, người mất không nói chuyện trực tiếp với con mà thông qua người thân, con thấy như vậy thì con đi đúng đường hay sai đường? Và tại sao như vậy? Xin Thầy giải thích giùm con ạ. Bây giờ đó, lúc đó mình ăn niệm Phật phải dặn cái dùng nào, cái nhà nào thì cái loại âm nó mất hết. Những người mà mình thấy được đó, là cái người đó là thích nghe, ta mới cho mình thấy. Chứ còn nếu mà ông tổ tiên mình là âm rồi nó đi hết rồi. Nó đúng là cứ nghe cái này là độ luôn. Mà trong kinh chùa Tân Diệu nó có cái kinh gọi là Cúng Cô Hồn. Cúng một hồn mà có hồn nào chịu ăn thì con hồn nó sẽ trở lại làm người. Còn tổ tiên mình, ông bà, cha mẹ mà chịu nghe cái này thì chắc chắn trở lại làm người. Cái này là rất tốt. Cái này là rất tốt. 100 người tụng chỉ có 1-2 người nhìn được cái này thôi. Còn bao nhiêu ông bà mình không chịu nổi đi hết. Rồi con hỏi chứ. Mà ông bà, cha mẹ mình nó nguyên tắc á, khi làm rồi ngã quỷ một thì vô cái dòng tộc để đi luân hồi trả nhân quả nhau, làm vợ chồng con gái hay làm cô hồn. Có bà cha mẹ mình mà không đi làm ở trong gia tộc, ở đó họ không chịu đấy à, ở trong nhà hoặc ra mồ mả thôi chứ không được làm đi chỗ khác. Họ mình phải hiểu cái nguyên tắc của nó rất hiếm mà có nhiều người á nhờ cái này thì mới độ ông bà. Nếu vậy thì cái tụ cho ông bà mình nghe, rồi khuyên ông bà cũng nên đấy, khuyên ông bà cũng nên đầu thai sớm trở lại người để tu Thiền Tông. Rồi con hỏi chứ lỗ đen vũ trụ là sao, hải triều dương là sao, hải triều âm là sao? Cái lỗ đen vũ trụ là cái nơi mà trời tích thiên dương nó tạo thành cái lỗ đen để nó làm cái nhà máy sản xuất hành tinh. Nhưng mà nên nhớ rằng nó tạo phải 50 cái lỗ đen, nó mới chọn được có một, nó sử dụng thuần hút điện từ, chứ đâu phải là mình thấy 50 cái lỗ đen cái sự thật nó sử dụng được con cái. Giống như mình là mình đào giếng 10 cái con nước rồi
chính cái kia nó có nước là nó bỏ, thì cái tàu mà tàu lục lỗ đen vũ trụ và tàu đúng lực mà cái đó nó phát huy sản xuất được hành tinh thì trời thế giới mới sử dụng, còn không thì cái lỗ đen nó quay không, trong đó sản xuất không được. Gọi là cái lỗ đen là gọi là quay sức hút vật lý để tạo nó hút, nó tạo thành sự cuốn hút của vật lý để nó hút, nó xoay tròn cái hành tinh được và nó đi theo cái quy luật luân hồi được thì ta mới xài, còn không đạt tiêu chuẩn này là nó bỏ. Rồi câu hỏi tiếp, hải triều dương là sao, hải triều âm là sao? Trong trái đất này mình thấy mình lấy cái băng mình quay mà nó bay một tròn thì cái từ trên nó hút vô, nó quay nó phải đi theo cái chiều, nó hút vô gọi là âm, còn chiều đẩy ra là dương. Thì mình giống như cái thác nước đi, cái trên nó đổ xuống rồi là âm, mà nó đi ra thoát ra gọi là dương đó. Thì nó tính theo vật lý, giờ là hút vô là âm, mà mình không phải nó trên dưới được, bởi vì nó trái đất nó quay theo 84 hướng, có lúc mà nó ra nằm mặt trên thì có lúc nó nằm ngang, mặt bắc mặt nam mặt đông mặt tây, có người nó hút, nghĩa là cái đầu nào hút vô thì gọi là âm, đẩy ra gọi là dương, không có nói trên dưới được, mà nếu nó quay theo 84 hướng làm sao mình được mình biết nó nằm ở nào. Rồi có hỏi tiếp đi, thế nào gọi là rơi ạ? Cái đất này là hút vô, mình nếm theo vật lý từ trên cây rơi xuống đất rồi là rơi, còn từ cái đất dâng ra rồi rơi ra. Thế giờ cái danh từ tiếng Việt Nam mình cũng phong phú lắm, thì thôi bây giờ nếu mà sử dụng đúng thì cái dâng ra khỏi cái đất, nó đi ngược cái sức hút, ngược sức hút vật lý của điện từ âm gọi là rơi ra, còn hoặc là nói dâng ra cũng được, muốn sử dụng gì sử dụng, có nghĩa là vào đấy đó là hút vô, ra khỏi đó là đẩy ra, dâng ra, rơi ra, thì mình sử dụng danh từ gì đó mà sử dụng. Rồi con hỏi tiếp, thưa thầy, lúc con đọc kinh An Vị Phật lần đầu con nghe thấy đọc thầy đọc, con đọc theo sau, sau đó con tắt, con tự đọc, liền khi đó nghe như có ai đang đứng kế bên mình, sau đó con đọc thêm lần nữa, con khóc như một đứa trẻ, tay chân mình mẩy, con run lên, miệng đánh bò cạp nhưng vẫn đọc. Mẹ con nghe vậy mở máy kinh An Vị Phật, thầy đọc lên, sau đó con hết, xin thầy giải thích cho con biết đó là hiện tượng gì, con có nên tiếp tục đọc nữa không? Tiếp tục không sao, cái đó gọi là độ dông, cái người đó là gọi là dông theo, mình nói cái dông cho nó dễ, cái người âm nó theo mình, mà ta thích cho pháp môn, có nghĩa là mình tụng cái kinh đây, mình đọc cái kinh này không phải mình nghe, không cả người âm nghe hết, mà trong đó thứ nhất là ông bà cha mẹ mình mà chưa có thấy, ông bà cha mẹ mình là những cái người mà ở trong mồ mả và trong gia đình không chịu đi luân hồi á, thì người ta rất thích cái này, thì người ta đưa cái này, người ta sẽ nghe rồi người ta tái sanh lên làm người để tu theo thiền tông giải thoát. Bởi vì thiền tông này 10.000 năm mới ra một lần, chứ không phải đấy đâu, thời gian ngắn thôi. Thì người nào đọc vậy bây giờ tôi khuyên khi mà mình đọc mà nó không có phần ứng về mặt nó thôi, từ từ được rồi. Còn người nào mà thấy có cái thuận chiều thuận thì nên đọc. Cái này là mình từ cái này, tuy mình đọc mà có công đức, ông bà mình trở lại mình có công đức, chứ không phải cần gì, không phải mua sách mua máy cho ai. Cái này có cái dịp này, mình chủ động mình mở này. Rồi con hỏi tiếp đi, có phải bất kỳ đạo nào ra đời sau đạo Phật là đạo thánh không ạ? Bây giờ ba thời kỳ gọi là tam kỳ phổ độ, tam là ba, kỳ là thời kỳ, phổ là pháp độ Phật, nó có ba cái loại. Loại đầu tiên là loại thần, đạo thần ra để mà nó
cái kiềm hãm cái tánh hung dữ của con người, bộ lạc hung dữ của người là thời kỳ thứ nhất. Thời kỳ thứ hai là một vị toàn năng toàn giác ra đời mà mình gọi là đạo Phật, giải thích tất cả từ con người giảng dần trái đất tam giới Phật giới cả không vũ trụ. Đây là thời kỳ thứ hai của vị toàn năng toàn giác dạy. Sau vị thời toàn năng toàn giác là vị thánh lập. Đây là một tôn giáo, tất cả tôn giáo lập ra nhỏ vị thánh lập gọi là tôn giáo. Thì ba thời kỳ này tức nhiên sau mà nó có đường tử mà đường tử đầu tiên vị thần, thứ hai là một con người toàn năng toàn giác, thứ ba vị thánh. Vị thánh mà tất cả vị thánh lập đạo là đều chú ý vào cái gì? Linh thiêng quyền bí. Phải hiểu ba cái thời gian này và cái công thức lập đạo. Mà nếu mà nói ra, mà nếu mà nói gì cho đúng quá thì chỉ đạo thánh mới được gọi là tôn giáo thôi, còn tất cả kia không được nó gọi là tôn giáo. Nên mình phải hiểu cái này. Mà cái này tôi nói ngắn gọn thật cho đi sâu, đi sâu nó không tốt. Rồi hỏi tiếp đi. Những người trong chính quyền vận động để xuất bản cuốn giáo lý thiền tông, như vậy người này có công đức không ạ? Gì lặp lại? Những người trong chính quyền vận động để xuất bản cuốn giáo lý thiền tông, như vậy người này có công đức không? Không công đức gì cả. Giáo lý của Đà được rồi. Bây giờ có vận động vận gì chứ còn ai dám cho xuất bản cái giáo lý này? Ông Phật chính đời ông Phật mà không biết ông trên gì nó chính đời chưa có giáo lý chưa ra, giáo lý đạo khác ra, đạo Phật hoàn toàn chưa ra. Thì bây giờ tôi nhìn thấy thì có thể giáo lý đời Thích Ca không ra được, tôi đó 80% rồi. Rồi bây giờ vận động ai vận động ở đây không ai hoàn toàn, ai cũng như cách vận động đây. Mà tôi không nói chứ không cái hậu quả mà khi mà giáo lý ra đời, giáo lý ra sở dĩ nhắc được cái giáo lý để làm gì? Để con người nó hạ bớt lại, nó hạ bớt cái tính tham đó lại, nó hạ bớt cái chiến chấp con người lại để trái đất nó kéo dài được 3.000 năm sau vị Phật ra đời dạy đạo. Bây giờ thì còn là 2.563 năm, còn 400 mấy, có thể trái đất mình kéo dài nổi luôn hay là chết sớm. Nó là thì cái vận động thì vận này tốt, có được là công đức vô lượng, nhưng mà cái chỉ số mà thành công cho giáo lý hoàn toàn con zero, chưa có một phần trăm. Thì vận động thì tốt không? Giờ hỏi tiếp. Tăng vô nhất vật xưa kia thanh bằng nghĩa là gì ạ? À? Tâm mình không có dính một vật. Tâm mình không có dính, tâm mình không có dính một vật là mình phải thanh bằng. Thanh có nghĩa là mình tu theo cái đạo Phật này nè, mình phải thanh tịnh và mình phải nghèo bằng chứ bằng nghèo khổ, phải không? Nghèo khổ mới đi sinh chứ không anh giàu lại đi sinh. Rồi mình còn suy nghĩ, có nghĩa là ông Phật một thế tử tại sao không đi ra mà phải đi sinh? Đây là cái gương chỗ những người tu bỏ, lìa bỏ thế giới này. Chứ còn bây giờ nói cho lão ông không cần đi sinh, đâu ra ngồi cây triều đình đem thức ăn rồi nó còn nghĩa đến gì nữa. Thành ra một người tu dễ thoát phải thanh tịnh. Thanh là thanh tịnh, bần là phải nghèo mới được sinh. nhưng mà nó đổi lại cái người tu mà sinh ăn ta gọi là khất sĩ. Đúng cái người mà tu mà muốn đúng của nó đó, anh sinh ăn thì đúng rồi, nhưng mà xong rồi phải ban bố pháp lại, xin một chén cơm phải trả, phải báo
đáp lại một hai câu, nghe câu kinh gì đấy cho người ta giác ngộ mới đúng là một khất sĩ. Còn bây giờ ông chịu khất sĩ đến đất thì cũng ăn rồi, ông xin cái đầu đi không được, nó không đúng rồi, không đúng rồi. Có nghĩa sĩ là gì? Là người sĩ tử, là người giác học. Cho tôi và tôi cảm ơn và tôi bố pháp lại, bố thí pháp lại, chỉ cho đạo phật nó là vậy mới gọi là khất sĩ. Bây giờ có nhiều khi mình ở đây nó sai, ông ngồi đó cái mấy người kia lại cúng và lại ông, ông không có bố thí gì hết rồi, rồi sao? Thế tự ông gieo nhân quả, thì cái nhân quả là phải đi rất nặng, mình phải hiểu cái thế giới này, thế giới lý. Giống như người ta đưa tiền cho mình xài thì mình phải dạy học lại cho người ta. Hồi xưa muốn vô gia đình đó thì dạy học thì người ta cho mình ăn cơm, dạy học lại trên trường. Thì cái đạo Phật nó cũng nằm trong cái giả này. Vì vậy mấy ngàn năm trước cái loài người nó không văn minh lên cao thì nó phải trao đổi bằng cách là tôi cho pháp, ông cho tôi cơm tôi ăn, nó quề. Nhưng mà cái người mà bố thí này nó được lời hơn. Cái gì giáo trong giải thoát mà đâu phải đơn giản đâu. Có chén cơm mình giáo không được, như vậy thôi. Rồi lời quá rồi. Vậy mới đúng là một khất sĩ, một thánh tăng luôn. Còn bây giờ bố thí cho ông được ra đổ sao ông chạy không hết được. Nó phải thành ra thuộc về phàm phu tăng rồi cũng được. Rồi hỏi tiếp đi. Sĩ hiền nghĩa là gì ạ? Đọc lại. Sĩ hiền nghĩa là gì? Sĩ là người có học thức, hiền là người hiền, người học thức. Nó vậy thôi, đơn giản. Sĩ là người có học thức. Ha, hiền là cái người đó ta hiền lắm. Rồi hỏi anh khác. Ma Vương từng nói với Đức Phật, sau khi Đức Phật diệt độ thì đệ tử của Đức Phật sẽ tu theo Ma Vương hết. Như vậy Ma Vương đó có phải là cô hồn chúa không? Không phải. Chứ ma là như cái là nó mờ ám, vua mờ ám. Hiểu không? Không phải cô hồn chúa. Chứ ma là mờ ám, vương là vua, vua mờ ám là sao? Con đi đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát mà con không chạy, chạy cái gì nữa không? Thì cô thì thuộc về ma vương đó chứ gì nữa. Có nghĩa là cái gì phải nói cho rõ ràng rồi. Còn này con đạo giác ngộ giải thoát con không biết, con lời con nói gì đâu không. Thì nó chịu mờ ám rồi chứ. Để nó cúng tiền cho mình, cái người nói mờ ám mà có người cúng tiền mình mới trở thành ma vương. Còn nếu mở không phải cúng thôi, không có thành gì rồi. Nhân thì người ta bắt đầu ma dương xuất hiện. Còn con nói mở ám mà để vui cười thì không sao. Rồi hỏi tiếp đi. Nhờ buổi lễ truyền thiền mà nhiều nhiều người biết con đường về Phật giới. Như vậy những Phật gia được truyền thiền ở buổi lễ đó có công đức gì không ạ? Bây giờ là do cái người nói hai cái anh mà MC nha. Cái người giữ mà đâu có gì công đức. Hai người phát ra, hai người MC nói ra thì cái hai người đó nó có công đức. Chứ còn dự lễ thì cũng vậy, đâu phải do tôi vậy. Mình đừng có tưởng đâu mình đến dự lễ được. Người ta nghe cái lễ mình là do cái nơi cái người phát, còn mình là chỉ người tiếp nhận thôi, chứ đâu phải là bố thí cho người ta. Chính cái người phát ra là gọi là bố thí, người đó không có công đức. Rồi con anh à, vị chồng Văn Khởi ở Lạng Sơn có hỏi như sau. Bạn con hay nói với con và cùng một số người rằng tôi tu được, tôi không dính. Đây là tánh người hay tánh Phật nói ạ? Lặp lại. Tức là bạn con thường hay nói với con và một số người rằng tôi tu được, tôi không dính. Đây là tánh người hay tánh Phật? Không, tánh người, tánh Phật là tánh cổ. Tánh người, tánh Phật.
nói chuyện nhiều lần nó tỏ vẻ là mình muốn linh thiêng thì trong cái bài nhậm trọ, trong cái bài mà gì đó đó, cái bài diễn đàn khoe khoang này nó thuộc về cô hồ chứ tên người đó đá nhưng mà nó ghét cái này không có tính người tính phật mà tính cô hồ. Trong diễn đàn nghe cho kỹ là gì, ba loại tánh, cái tánh nào nói về linh thiêng nói siêu ta này là tánh cô hồ á. Rồi hỏi tiếp đi. Nhìn người khác nói rất tức, suy nghĩ họ là Bồ Tát thử mình nên không tức nữa. Đây phải là dụng tâm quán hay không? Cái phần này phân biệt rồi, ai nói gì nói, nhưng mà lấy ba cái căn bản tánh Phật thì nói về cái chân lý, còn tánh người thì khoe pha, cô hồn thì xưng này xưng kia. Đưa ba cái này lọc ra thì sẽ biết cái nó phân loại tánh nào. Trong cái tánh này nó có ba loại tánh thôi chứ không có nhiều, rất dễ. Mà bây giờ diễn đàn người ta đã nói rõ rồi đó, những cái căn cứ giờ bên này, chứ đầu tiên ta không nói đâu, từ 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 ta không nói cho rõ cái này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Hiện tại là câu hỏi, các vị nào đặt câu hỏi trực tiếp. Để mời anh. Qua đây mà. Thầy vô chú cho con hỏi là tâm cảnh không dính nhau. Thầy con xin chú đã giải thích và phân tích rõ cho các này cho con cũng như là tất cả mọi người để biết được không ạ? Lặp lại. Tâm cảnh không dính nhau. Tâm cảnh không dính nhau có nghĩa là gì ạ? Ở trong cái bài ấy gọi là tâm cảnh không dính nhau là giải thoát. Phải không? Tâm là cái sự thấy của mình đó. Cái cảnh là cái vật và trước đối diện mình đó. Giữa cái thấy và cái vật nó không dính nhau. Thì bây giờ thì trong đó nói là tâm cảnh không dính nhau là giải thoát. Thì con hiểu giải thoát như thế nào? Bây giờ con đi ra ngoài phố thấy bán xe đẹp quá. Cái xe là cái cảnh, còn cái thấy con là cái tâm. Nếu không dính nào thì con có dính dáng gì cái chiếc xe đâu. Còn nếu con mua về là sao? Bây giờ thì con phải giữ. Có giải thoát rồi không? Mới vừa đi ra kia, mới vừa đẩy ra kia, chụp nó dừng chạy. Rồi sao? Có nó khổ mình đó, dính. Nhưng mà nếu mà vừa đẩy ra thằng dính chân chạy, con người mới giải thoát. Còn không có con buồn rồi lại còn dính là con khổ. Bắt đầu đi vào tứ khổ của con người. Rồi con có hỏi tiếp. Câu thứ hai của con nào là tấm Phật từ Phật giới và trong tam giới mượn thân con người để làm công đức. Khi làm công đức được rồi trở về Phật giới là một kim thân Phật. Và chú cho con hỏi là thân tứ đại của con người tự tan rã hay đi về đâu ạ? Thân tứ đại của người tan rã đi về đâu vậy? Tan rã hay đi về đâu? Con người mình là đất nước do lửa mà. Mình hết thở không khí gì đâu, biết gì về không khí. Nước là gì? Là máu. Thấm với đất thành nước. Đất thì ra đất hơi ấm thì nó trở về cho cái sáng mặt trời. Tức kia là hết cái này nó phải trở về bốn gốc của nó, không có chạy đường nào cả. Trên cái đất này không có mất cái gì mà không phải mặt để nó tụ hồi lại. Một số lượng máu nó tụ trong con là nó cũng vương tập từ trong nước đi ra. Mà khi nó không vô để được thì nó trở về nước. Con không tích thở vô thì nó ra vô hết thì thôi nó về chỗ đó. Đó là cái thân con mất thì nó sẽ trở về cái tứ đại. Còn bây giờ thì con chưa có hỏi về cái tánh đâu. Có hỏi chúng có hỏi không? Nếu mà hỏi chúng trả lời không thôi. Mời vị tiếp theo.
sớm hả thầy? Hỏi đây là gia hạn 5 phút. Nghe gia hạn 5 phút nữa các bạn hỏi không? Quý vị cứ đặt câu hỏi ra, 5 phút nữa. À, thưa chú thông báo là giờ chủ nhật tới đó, thì có trả lời giờ hiện giờ ban quản trị chùa đã nhận gần 200 câu hỏi, thì tới đó bây giờ muốn tham gia thì mai mốt muốn tham gia thì phải đợi người ta trả lời hết câu hỏi mới được được hỏi, tại vì 200 câu hỏi này thì sợ là buổi sáng cũng chịu không kịp nữa. À, mà nếu mà hỏi ngắn gọn tôi đã là ngắn gọn thì kịp, chứ mà hỏi rồi theo cái kiểu hỏi về dưa thì nó mất thì giờ sợ kịp, thì đó bây giờ thì cứ tuần tới muốn tham gia thì cứ giờ đặt, nhưng mà nên đặt là đưa thẳng cho ban quản trị để người ta đưa vào để sắp xếp, thì tới cái ngày này có một số báo nó đặt câu hỏi nhiều nhưng mà số báo nó chưa có được câu hỏi, nhưng mà sợ nó đột xuất. Tại vì ta đến đây thì phóng viên thì nó được quyền phỏng vấn mình đột xuất, nó không nằm trong cái hệ thống mà đặt hỏi trước, thì cũng thông báo nếu có thì giờ thì đến, thì cái buổi cuộc để đáp này nó cũng quan trọng, là vì tôi thấy rất nhiều câu hỏi rất hay, nghe không? Thì thôi bây giờ bữa nay hết thì thôi giờ về sớm rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, gia hàng 6 phút này. Thế này em có hỏi là khi người tu thiền tâm thì con đã biết là khi nó sát tâm rồi thì đi đâu cũng đúng. Nhưng mà nếu mới đối với cái người mà không tu thiền tâm hoặc không tu một cái pháp môn hợp lý nào thì sau khi mà mất tâm rồi thì theo những cái phong tục là 21 ngày thì mọi người này cái người mà không tu con thiền tông cũng không nói là không tu pháp môn nào luôn, mà khi mà họ mất đó, mà khi trước 21 ngày mở cửa mã, nếu mà không có mở cửa mã thì họ người đó có thức dậy được hay không? Bây giờ thế giới vật lý này tại đó là cái thuật thôi, nguyên tắc tu thì tu phước thì lên phước. À, còn không tu mà làm ác thì xuống loại ác. Còn mở cửa mã mở giờ hỏi chứ bây giờ hỏi chứ bây giờ thì người ta chết, ta chết ta thiêu nó mở đâu, làm sao mở? Cái này là cái thuật của cái đạo lão thôi, đâu có mở gì trời ơi, theo quy luật luôn mà luôn mãi luôn hồi là nó quay bắt buộc nó theo quy quy luật đó, không có cách nào mở mở cũng vậy đâu. Nhưng mà ngày xưa đó, nếu mà mình mà làm vậy thì được rồi. Khi mình chết mà không chịu là dòng tộc đầu thai cứ ở trong mồ mả không là phải mở. Nhưng mà mở rồi cũng vậy, đúng giờ nhất nó phải thức dậy thôi. Người ta nói là chết 3 ngày thức dậy bắt buộc mở, người ta nương vào lão tử nương vào cái chuyện cái trước 3 ngày. Cái giờ không mở cũng vậy, chứ làm sao ngủ hoài được. Mình cái tứ đại mình thì đó nó mệt thì nó ngủ, mà người lớn á thì ngủ 8 tiếng, người già ngủ 4, 5, 6 tiếng thôi, không có nhiều. Nhưng mà tới giờ thức dậy, khi mà ngủ bằng điện từ âm dương nó cũng nằm cũng theo cái quy luật này, chứ không khác. Nên âm dương nó cũng giống trong cái gì vật lý thôi, nó quay, mình ở đây quay tứ đại nó mệt nhiều hơn, còn điện từ âm dương nó mệt ít hơn, nó cũng mệt ít hơn. Nó ăn thanh cao hơn, tứ đại ăn nó thô hơn. Còn nó chịu mở cửa mở là do đạo lão ông bày ra vậy thôi, chứ mở không mở vậy. Mình ở đây mở vậy, thí dụ mấy ông đạo thiên chúa mà mở không? Rồi ta cũng ra vậy à, rồi mà cái đạo Phật mà, mấy cái người mà cái đạo Phật chánh gốc không mở đâu, chỉ có cái đạo mà ăn theo mới mở thôi. Người ta hiểu lầm. Thì bây giờ thì nói thiệt ra
giờ đây vừa rồi tại sao năm rồi giáo hội nó cấm đốt cái tiền vàng mã rồi năm nay nó cúng sao cấm sao? Cái đó là từ từ giáo hội cũng hiểu được để được dựng lại cho nó đúng. Bởi vì dân tộc mình nó là phải dùng trí tuệ hiểu cái gì biết cho đúng, đừng có hiểu sai. Còn sở dĩ mình hiểu sai đây là vì mình nghe người ta nói rồi nói lỡ thôi, nghe rồi đối xuống nói cũng nghe lỡ, nghe ông thầy nói nghe lỡ, ông cũng không hiểu. Bây giờ mở không mở gì cũng thân quy luật luân hòa, nhân quả luân hồi ở đây. Cái đồ chúng ta nó không có ngủ lâu nữa. Mà ngủ lâu nhất là 8 tiếng thôi, không nhiều đâu. Lâu nhất là 8 tiếng. 8 tiếng chết chiều nay gặp sáng mai thức dậy rồi. Còn nếu mà giảng sanh trong vòng có mấy tiếng nó thức dậy rồi. Còn mà trong vòng trở về người Phật giới trong vòng 5 giây là tới là thức dậy rồi, ta đi rồi. Mới hiểu cái nguyên tắc này. Nguyên tắc quy luật nhân quả nó có từng cấp chứ không phải ấy đâu. Yeah, hiểu giờ còn tạm mắt thì còn hỏi tiếp. Con thứ hai con đã hiểu. Châu xin hỏi con thứ hai là cái trong đám tang con thường hay thấy là cái người ta hay mặc cái trang phục màu trắng đó. Như vậy là cái đó là cái chuyện của người thế gian đặt ra. Nếu mà con mặc thì phải có tang, con nghĩ như vậy đúng không? Lặp lại. Trong đám tang á, thường thường người ta mặc những một đồ trắng á, đó là do con người đặt ra hay là như thế nào? Không, con người do Trung Quốc á. Trung Quốc á. Bởi vậy thành ra năm này nó xuất phát từ văn học Việt Nam. Văn học Việt Nam nó có nói là tang trắng, vì nó để đề cập cái tang trắng là cái màu trắng nó nằm trong văn học. Mà cái này là cái gốc này là nếu người Việt Nam mình nói đúng là do ông Nguyễn Du Thiết Du đặt cái chuyện này trong Thiết Kiều nắm trong đây dần tan trắng này nó nằm ở trong Thiết Kiều trong Nguyễn Du chứ bây giờ thì này cả không ngày xưa nói sao phải làm vậy thì cái chữ trắng này thì hứa tổ tiên con sẽ là trong trắng sạch sẽ, tổ tiên dặn gì con làm vậy thôi, chứ mà cởi ra thì cũng mặc đồ đen thường, muốn làm gì làm. Cái này là do cái Việt Nam mình ảnh hưởng đến truyền nghiệp Nguyễn Du, mà cái gốc này thì nó nằm ở bên Trung Quốc. Mình bởi vì Việt Nam mình suốt nhiều đời lịch sử 4.897 năm, bốn thời kỳ Bắc Hồ, Trung Quốc nó lệ thuộc bốn thời kỳ gần cả trên 1.000 năm. Thì bây giờ Trung Quốc làm gì phải làm vậy thôi. Cái đó là cái nào theo cái phong tục. Cái này là đây là cái do con người đặt ra thôi, chứ còn nó không phải là sự thật. Thì thôi bây giờ tổ tiên mình làm phải làm lại. Còn bây giờ thiền tâm nó ra đời để nó chuẩn được toàn bộ gì mà con người có trên thế giới này. Nếu làm thành đúng thiền tâm thì tôi bảo đảm là dân tộc Việt Nam không mê tín một chút nào đâu. Tất cả người Việt Nam mà người nào trong cơ tứ nguyện giáo lý đạo Phật thì trong quan toàn biểu mê tín. Ông mê tín thì ông cúng thì cho 100.000 nó còn cúng được. Khi nó hiểu rồi cũng xài lại. Thì cũng mong rằng để giáo lý đạo Phật mà ra được đường mà. Còn dân Việt Nam biết giống như là đậu bộ bảo hiểm. Việt Nam là biết đậu bộ bảo hiểm. Bây giờ gặp có ông nào ra ngoài đường mà không đậu mũ không? Tôi lâu lâu cũng với ông gà thôi. Chứ nếu mà giáo lý đạo Phật thì nó là tất cả đều xóa hết mê tín. Nhà nước không cần bỏ. Vừa rồi nhà nước báo cáo rằng bán cái chỗ mà nó bán với tiền nhà mạng trên 1.000 tỷ Việt Nam. Nếu mà lấy 1.000 tỷ để chỉ sử dụng cho dân, cho những người mà tay kém may mắn được lợi biết bao nhiêu, thì mong rằng nếu mà giáo lý được ra lời cái số toàn bộ biểu anh cúng anh cũng cúng, biểu anh lại cũng lại, nó hiểu hết rồi, hiểu quy luật trên cái đất này, tái thế giới này, rồi người kể con người Việt Nam mà
hay làm sao Đức Phật cũng giao cho dân Việt Nam công bố vị trí này. Đây là kỳ bí ẩn lớn tụng đó. Đó thành ra tất cả những cái gì mà lạc hậu Triều Tông sẽ xóa hết để cho con người Việt Nam để sáng suốt lại, đừng có mê lầm bất cứ gì hết. Mấy dân tộc con rồng cháu tiên mà đây mình được tuổi cháu tiên mà ngon lành quá mà đi cúng không được. Rồi thì con thắc mắc phải tiếp đi. Dạ, người tu theo pháp môn Thiền Tông mà khi mà quỳ lại ai đó hay thắp nhang gì đó sẽ mình sẽ công đức bôi đen. Ngoài cái quỳ lại đó ra còn có cái nào để công đức nó bị bôi đen nữa không thưa thầy? Mình cầu xin là bị bôi đen có nghĩa là mình tự hạ thấp cái bản tánh Phật của mình xuống là bị bôi đen. Bất cứ đối tượng nào có nghĩa là mình bởi cái đạo Phật Thiền Tông là không có còn tu lại được bất cứ ai mà muốn thì chỉ cúi đầu cảm ơn nha, nhớ được có lại cúi đầu cảm ơn thì được hoàn toàn có lại bị bôi đen liền đó. Tất cả những cái hành động mà lại cầu xin là bị bôi đen, không phải là con người mình là ổn mình đâu. Người ta lớn mình cảm ơn mình vẫn có muốn đâu mà không lại đã làm cái gì. Ông cũng là có tánh Phật, tôi cũng tánh Phật, không có tiền ông giàu vậy thôi, tôi có tiền tôi nghèo vậy thôi, chứ là ai cũng giống nhau thì ai trong người cũng đều có Phật tánh như nhau. Vì thế mà Đức Phật nói ta là Phật đã thành, còn các ông bà là Phật sẽ thành, cũng giống vậy thôi. Nhưng mà ông đi trước ông đi sau không, mà Thiền Tông ra đời đã giải thích cho tất cả những cái chuyện gì có trên cái đất này đừng có làm. Đức Phật Thích Ca muốn cho dân tộc Việt Nam mình không có lầm bất cứ cái gì, chứ không phải là ông đã từng, Đức Thích Ca đã đến nước Việt Nam rồi chứ phải không? Ông đã đến rồi mà tại vì ông nói không phải là đi đạo, nhưng mà trong kinh đã nói ông đã từng đến nước Việt Nam. Ông Thích Ca đã đến, ông đi bằng cái nào không biết, trong nước ông thành Phật ông dẫn đến nước Việt Nam, ông mới chọn cái nước Việt Nam để công bố vị trí ra. Đây là cái danh dự rất lớn mà mình không nghe, mình không ai giúp đỡ thôi, chứ giờ thì tôi chỉ bổn phận tôi nói ra thôi. Đó. Rồi con thắc mắc con hỏi tiếp. Đủ sức về đó, thì đó
tuy là bà đời là mẹ con, nhưng mà đây cũng là một con người có duyên nợ với nhau, mới là mẹ là con, đây là do cái nghiệp. Còn con, tức mẹ con cũng là một con người, con độ bất cứ ai mà ta hiểu cái này thì còn có công đức. Cái thuật này đã thay, không có tốn gì hết. Con đòi lại đây là cái, nếu mà mẹ con không chịu trả liền thật giữ lại, tự nhiên con có công đức. Nhưng mà chuyện đó con đừng có nói nha, để làm tin đúng à, thì công đức nó trọn vẹn. Cái đứa nói nhận mẹ nhờ con rồi thu hồi con được, nó bồi liền, chấp ngã lên là con vô đề. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, con có nghe trong sách với nghe mấy lần thầy nói là cả Như Lai cũng dám phạt nhờ lực nhân quả ở thế giới này, nhưng mà con nghe thầy Giám Pháp nói là có người mà gia đình bị chết trùng là mình cho cái mở cái kinh hạng biện pháp như vậy là mình có phạt nhờ lực nhân quả như vậy, mình có bị sao không thầy? Xin thầy thay thế cho con rõ. Chị nói là Đức Phật cũng không dám xen vào việc nhân quả của người thế gian này, mà khi có những cái gia đình mà có những người thân mà chết chồng á, mà mình đưa cái kinh an vị phật để cho người ta xóa được cái hiện tượng này á, thì mình có xen vào cái nhân quả của người ta hay không? Nói là mình mở cái kinh an vị phật cho những cái gia đình mà chết chồng á, để họ thoát cái hiện tượng này á, thì mình có xen vào cái việc nhân quả của người thế gian này không? Cái này á, chết trùng nó thuộc việc trùng hợp, nó theo về địa âm, nó trùng hợp của âm, nó mới chết trùng. Còn cái này á, là nó là tự nhiên để nó phá, mình không có ăn thua gì. Nhưng mà mình độ được cái này thì tự nhiên á, thì nó ta không còn nữa. Không còn nữa là mình chỉ có phước đức thôi. Chết trùng mà nó không chết trùng, còn chỉ phước đức thôi, không phải đâu. Mà khi mà nghe ta hiểu được, còn có phước đức. Phá âm, ví dụ trong gia đình đã bệnh mà con đem cái này con tụng cho người ta nghe, ta hết bệnh, con có phước thôi, chứ không phải là có công đức đâu. Chừng nào cái người đó hiểu cái này, theo cái này còn có công đức, cũng một cái chân kiện, nhưng mà người ta hết bệnh để nó khác, còn ta hiểu, ta giải thoát nó khác. Đó, này phải hiểu cái này mà nó cũng hiếm lắm, chứ không phải dễ đâu. Thì còn có coi cái diễn là người mòn có cốt kiều thì cũng mấy đấy, mà vô đây đâu có làm cái gì mà khổ hết mình, đâu có làm gì đâu, chỉ vô đây nào mình bước vô đây rồi thì mấy cô hồn không tới nữa. Hơn nữa đọc sách thì còn chết nữa, đọc sách thì nó không chịu. Bởi vì tất cả những người mà cô hồn nhập xác trị bệnh rất hay là cái chỗ này nè. Ở ngoài tác động vô nó mạnh nó không ra, mà trong làm sao mà nó cảm thông được ở trong người của mình, nó thu nhận được vào trong cái tạm thức của mình thì cô hồn cũng mới ra. Cô hồn nào cũng chạy ra, kể cả hồn chúa cũng chạy ra, nó là cái thuần đẩy đó. Nhưng mà cái này là chỉ nói vậy thôi, chứ còn người ta hiểu làm, ví dụ người ta bệnh về cái vấn đề mà cái bao tử là bị lép rồi mình đem đền tụng lý chân nó chết luôn, nó tự nghĩ là ai mà bị âm á thì cái ăn vi phần nó mới trị hết, còn mà bị gì cơ hoặc bị gì chi trùng, bị gì gãy xương gãy cốt thì thôi đi mấy ông bác sĩ, chứ đừng có vô đây. Đây là chuyên môn nó dễ, mà bây giờ cái thế gian này nếu mà bệnh về buồn rầu này kia nọ là nó chiếm rất cao, vì cái thiền tông ra đời, cái ăn nhiều phần ra đời để chi, để nó xóa bớt một phần nào thôi. Đừng có hiểu lầm, đang bị ung thư mà đứa này tổn thương nó chết cột sống nữa, thấy không? Giờ thắc mắc nhiều mà tiếp. Con nghe nói là người là có phước đức thứ với ác đức là không có tiếp nhận được pháp môn này, nhưng mà con mà các bác các chị ở đây mà gặp cái pháp môn này thích như vậy là các chị các bác nói có con gì là mình không có phước đức, không có ác đức, mình có công đức, có đúng không thầy? Là chị nói cái người có phước đức và ác đức nhiều thì không thể nào thành pháp môn này. Vậy thì tất cả những người có mặt ở nơi đây thì có phải là những người không có ác đức và không có phước đức hay không?
nó sẽ có lẫn lộn ở trong đó. Tại sao có nhiều người họ tu, họ đến tu vô kiền tông, sau này họ phá kiền tông đó. Chúng phải thấy không? Có nhiều người họ vô kiền tông để họ phá kiền tông, có người tu kiền tông để mà họ tìm đường trở về một giới. Chứ không phải ai vô kiền tông cũng là giúp hết, đừng có quan niệm. Tất cả nhưng mà những người mà chịu nghe mà cảm nhận được thì người đó chắc chắn đã có công đức trước rồi, hoặc là được A Di Đà thọ ký rồi mới dám mới cầu nghe cái thiền tông. Còn nếu mấy người không có hai cái phần này, không có mong cầu được, cầu 5 phút chạy nghe nào giỏi lắm 10 phút đi. Bởi vì mình thấy là có nhiều người vô thiền tông là nó có cái sứ mạng đi vô để làm cái gì, nên nhớ mình đừng có tưởng ta vô thiền tông là hoàn toàn là theo là không có đâu. Cái này là ta biết, nhưng mà nguyên tắc phổ biến ra thì ai nghe mình cứ tiếp nhận, ai hỏi mình cứ tiếp nhận thôi, còn như thế nào thì tự người đó biết. Bởi vì tại sao mấy người ta chửi vô thiền tông mà thiền tông tưởng vui đâu có nói vậy, biết người nào chửi như thế nào, chửi để làm cái gì. Thiền tông ra đời mà không có người chửi là quyền nó chết sớm luôn, nhờ có người chửi thì nó mới nổi lên, chứ không người chửi là nó chết sớm luôn. Nói mày nghe, nếu mà tu thiền tông mà không có người chửi gọi là tu mặt tẳng luôn, là nó chết luôn, nó chết nhiều luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Như có bà bác cho tiền con rồi xong con đem tiền để con tạo công đức, nhưng bác đó có công đức không thầy, xin thầy hãy để cho con hiểu. Con cảm ơn thầy. Dạ, chị này có cái người bác mà cho tiền chị, mà chị lấy cái tiền đó đem đi tạo công đức á, tại vì cái người bác nó có công đức hay không? Là sao? Tức là có người bác cho tiền chị, rồi chị mới lấy cái tiền đó đem đi tạo công đức, vậy thì cái người bác do đó có công đức hay không? Một phần nhỏ có mà chứ phần nhỏ thôi. Mà quan trọng là con, nếu mà người bác đó nói giờ bác đưa tiền cho con làm này để có công đức thì chia đâu đó. Còn nếu mà tặng con hay một xài khác cũng xài để làm này thì cái người đó một phần nhỏ thôi. Mà trong kinh Địa Tạng đó là cái người được, cái người đích thân được 7 phần, cái người được kia 3 phần. Kinh Địa Tạng còn nâng cao lên chút, chứ thiền tâm thì nó chỉ bằng 1 phần 10 phần, chứ không có đủ 3 phần như cái Địa Tạng nói đâu. Giờ mình hỏi tiếp đi. Xin cảm ơn thầy. Rồi, tự nhiên. Còn con hỏi. Nửa tam muội là gì? Xin thầy giải thích giúp cho con hiểu rõ. Nửa tam muội là nó đốt cháy tất cả cái gì. Là đến đó. Bởi vì cái lửa thiêu muội nếu mà tính ra ba đây là cái lửa mà mình nấu mình đốt vàng là 1000 độ, đốt sắt 1500 độ, lửa tam muội là 1000000 độ. Đó là đốt tất cả những cái gì chất chất này đốt tiêu hết và lửa thiêu muội đó là lửa mặt trời. Vì thế mà nó cách mấy ngàn ba tới mấy ngàn cây số mà cái đây tiêu một con đầu thì hỏi chứ mình ở gần đó là ai là tâm. Vì thế mà mấy nhà khoa học á nó tưởng là dùng phi thuyền để thám hiểm mặt trời vô đây nó đốt cháy, nó không dám lại gần đâu. Nhưng mà nó có thám hiểu thì nó được gần thôi chứ nó không gì là xa. Xa nó lửa tâm mũi, tâm mũi là ba cái loại mà nó phá được tất cả cái kim cương của đốt cháy luôn. Lửa tam muội mà nó cũng kêu rồi, thằng gọi là lửa tam muội là nói về lửa mặt trời, nên mà phải tại gốc nó bây giờ nó lớn một cái hero, thì cái hero này nó phát ra cái cường lực vậy. Nhưng mà không phải là cái lửa này mà tự nó phát, mà trong cái loại mặt trời thì nó có gọi là cái viên thạch đó, viên thạch phát điện. Hero nó bám ở trong cái này, nó cháy phát ra cái gì kia,
cái nhiệt nó lên các triệu lần, các triệu độ, tôi gọi là lửa tam bụi, chứ không phải bao trong, nó phải lửa lửa nó cháy đấy, nó nhờ nó mở cái nhiệt độ, trong đó là nó gọi là cái đá tam bụi, cái lửa nó đưa vô, khí nhiệt độ đưa vô nó phát ra cái nhiệt rất cao. Vì thế mà về sau đó mà nếu con người mà nó phát minh ra được cái bồn quan tử thì nó lấy từ cái gốc đó ra, có nghĩa là nó phớt lại cái ánh sáng mặt trời này. Bây giờ mình ở đó, ở ngoài trời mình thấy 50-60 độ ha, mà nó phát lên được còn mấy ngàn độ cũng bằng ánh sáng này, rồi bồn quan tử giống như nguyên tử là một hộp cát nhỏ xíu, hộp bụi nhỏ xíu, mà nó là hợp một hớp cái hợp bụi đó, nó đóng mà nó quất lại hai cái điện từ nó vô, hai âm dương nó đụng ra nó cháy, nó phát ra cái gì là 1000 độ nó, thì cũng do cái này, do cái gọi là phản ứng khoa học, nói theo cái này gọi là phản ứng khoa học, lửa tam bụi nó cũng theo khoa học chứ nó không kỳ lạ. Thế thế giới này, vì thế giới này muốn sinh muốn diệt thì phải thời kỳ quang tử mới diệt được thế đạo này. Còn nếu nguyên tử, điện tử hoặc là diệt thành không, diệt được một phần nhỏ, muốn tiêu diệt thế đạo này phải bằng bùng quang tử. Nó kích hoạt lên là mình đang đi và kích hoạt lên một cái đó, đang 40 độ lên là 400 độ rồi. Rồi sao nó nướng rồi luôn đó. Rồi lúc đó rồi ai dám đi ra đường là mình ở trong bóng mát nó lên còn mấy trăm độ luôn. Đó là do cái khoa học nó phát triển để đi tới cái thời gian là diệt và thành cụ và diệt đi theo quy luật luân hồi của cái đất này. Rồi còn có ai thêm? Người tu thiền tông ăn mặn cá thịt có bị nhân quả trả lại những thứ mà mình ăn không? Cái nhân quả này khi nào mình ăn con cá thì đây là cái loại để cho con người ăn thôi, nhưng mà mình ăn mà chất đạm trầu nhập thì nó độc, nó dễ sẽ gây bệnh hơn. Còn chất đạm thực vật ít bệnh, bệnh trùng hợp mà ít bệnh. Vì thế năng động vật tại sao mà mấy người ung thư mà ăn thịt con heo nó phát nhanh lắm. Heo thì nó ăn con heo nó đã ăn không mất hết rồi, ăn rau cải nó chậm lại, nó cũng là chất bổ nhưng nó thực vật. Còn thiền tông này nó không nói tới cái chuyện mà ăn mặn, cho bây giờ anh muốn về một giới có công đức anh về, mà công đức anh có rồi đó thì những cái âm lực dương lực ở trong thế giới này nó không có thua gì. Bây giờ mình hiểu nguyên tắc thoát ra quy luật nhân quả luân hồi, nó không phải thoát ra bằng cái gì cả, mà cái ông thần quản lý tánh mình á, tánh Phật của mình á, ông không quản lý thì ông cho mình về làm sao cũng được, có nắm được cái mình thôi. Còn ăn chay mặn là vấn đề, nhưng mà có thể ăn mặn á thì cái theo quy luật vật lý nó mạnh lắm, thành con người khó mà thanh tịnh. Thì cái này tôi chỉ nói sơ thôi chứ không đi sâu vào. Tất cả những cái gì nó mổ bằng thực vật thì nó thanh hơn, còn mổ bằng động vật nó trương hơn, nó thanh tịnh. Mới đợi là cái chuyện ăn chay mặn, ăn chay ăn mặn này nó xuất phát từ bà Võ Tắc Thiên đó. Trên trước bà Võ Tắc Thiên, Phật giáo không ăn mặn, không ăn chay. Vì khi bà ngộ đạo rồi đó, bà mới thấy là cái đạo Phật quá hay mà. Thì không thể một ông thầy, một thánh tăng mà đi ra đi xin ăn, thì bà mới nói tất cả những vị tu thì đều phát cho đất, trồng đĩa, các nhà cho ở. Không lẽ dẫn đến là nuôi môn này một kia, đạo Phật cắn sát sanh mà nếu mà nuôi thì mình phải giết rồi. Vì thế nó xuất phát cái câu chuyện mà ăn chay từ cái lúc mà bà Võ Tắc Thiên vua nước Đường ở bên Trung Quốc, đó là từ đời Đường Tổ tới bây giờ thôi. Chứ trước đó không có đâu, trước đó không nói ăn chay mà có cái gì ăn đấy, gặp con thú gặp trái cây ăn trái cây,
sau này khoa học với văn minh rồi nó phân định rằng ăn thực vật ít bệnh hơn ăn động vật. Đó thì cái phong trào ăn chay nó mới có từ cái lúc mà khoa học nó xác minh, mà nói đúng ra nó đúng là lúc từ Osawa. Chứ nếu mà tính tới cái Osawa là 1960, ông viết ra quyển sách này Osawa, thực hiểu Osawa. Đến năm 1965 ông ra Huế, ông có giảng một cái chương trình thực hiểu Osawa ở Huế. Đó, này là nó xuất phát từ đây. Có nghĩa là nay mới có mấy chục năm thôi, chứ trước nó không có, hôm trước này nó không có. Còn bây giờ ra trong chùa là hàng trăm rau cải là gì, không để đi giết con gà ăn cũng được, sắp nhắc xanh. Vì thế mà nó có cái ăn chay là từ cái lúc bà vợ cắt tiên, từ vô đường tới bây giờ. Rồi con hỏi tiếp. Con tu theo pháp môn thiền tâm mà người nhà ghi tên con để cũng sao giải hạn, vậy con có bị sao không? Không, con thôi vậy đó, cái đó không thôi rồi. Cái đó con nhầm như cái chuyện đó. Nha, con đừng có lo. Rồi con hỏi tiếp. Thưa bác, cháu chia sẻ nội dung giải đáp của bác gây sốc lên các nhóm cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Việc này có nên không ạ? Cái gì? Thưa bác, cháu chia sẻ nội dung giải đáp của bác gây sốc lên các nhóm cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Việc này có nên không? Bây giờ nhà nước mà cho tự do mà được có động tới về an ninh chính trị quốc gia thôi, còn này mình xe cái này là mình giúp cho người ta bớt không nên tính gì đâu, tính cái này mình làm là để mình có cái phước đức ha. Còn mà người ta hiểu thì con có công đức. Nó có hai cái giấy đưa lên cơ bản Facebook hay là YouTube, nó hai cái dạng, một là con tạo được phước đức, hai là tạo được công đức. Đừng có lo, tuyệt đối về tổ quốc đừng có xâm phạm tới, về an ninh quốc gia đừng có làm tới, thì rất tốt. Mà cái này bây giờ nó khuyến khích, mà khuyến khích là thời buổi này ra thì con mới hiểu được, con mới phổ biến. Chứ trước cái này con phổ biến con không hiểu, con không được, không biết cái phước đức là gì, công đức là gì, tánh phật tánh người là gì, nhân quả luân hồi vật lý âm dương không biết lúc đó. Bây giờ biết nói, mà ta nói bằng tuần tự bằng khoa học đàng hoàng, từ cõi vô hình và hữu hình ta nói bằng khoa học, chứ không phải nói một cách mơ hồ. Đó thì con làm vậy thì rất tốt, nhưng mà có một điều, an ninh tổ quốc đừng làm hại quốc gia được thì rất tốt. Rồi hỏi tiếp. Dạ, con hỏi hiện tại thì 2:10, 2:07. Thế đó ba quản trị chùa xin nhìn với giá đáp ngày hôm nay. Thế giới này nó là tứ khổ, phải làm sao chịu, không có làm gì được mà mình lo cho mình thôi. Khổ nhất là cái gì? Mê tín. Mà giờ mình biết hết mê tín là hết khổ. Hồi xưa mình không biết cho mình đi lên xuống châu đốc mình lại hoài, năm nay mình đi nó đỡ cái khổ đi. Mà đi cái khổ không phải là nó tốn tiền, mà mỗi lũ xe nó đụng 2-3 tiếng khổ. Đừng có làm cái gì hết, có nghĩa là mình lo mình trước đi, mình bớt cái mê tín đi, hết cái mê tín rồi mình khỏe cái mê tín ở chỗ này. Nếu mà bà con dòng họ mình biết nữa
thì mình giúp. Chừng nào bà con dòng họ mình mà hiểu đầy đạt được cái này thì mình có công đức, chứ đừng thế gian nào có diệt khổ được. Đừng có nghe ông thầy nói diệt khổ, thế gian này, thế gian này là trời nắng mà biểu đựng nắng là sao, nó mình chết được. Bên trong thế gian này gọi là sanh lão bệnh tử, bắt buộc tứ khổ, bắt buộc phải đi theo quy luật này. Muốn hết cái này phải chạy về Phật giáo chứ đâu có. Chứ bên đây nó quay theo kiểu quy luật nhân quả luân hồi làm sao không có cái này được. Đừng không, tâm thế gian nào có diệt cái gì trời đó, để nguyên, sợ chạy trốn, chạy qua với ai. Đó, mình thiền tâm là nó chỉ rõ vậy thôi. Vì thế mà mình thiền tâm ta không cho tu thì tu là dính rồi, tu là mình mới quay. Anh vừa tu là nó quay, tu là sửa, vừa máy động qua nhân quả này, vừa máy động là đã bị nhân quả rồi. Mà tu còn chết nữa, càng tu càng bị luân hồi. Có nghĩa là tu là luân hồi cao, còn tư tu mà lừa gạt người ta thì luân hồi thấp. Tu cái tu nó cũng hai chiều, chứ không phải là nó là tu tu phải không? Ông nói tu 80 tuổi, 80 tuổi sao ông giải thoát thì giờ ông còn nằm đó. Mà ông nằm đó ông lên cho ông sao. Đó, mình phải hiểu thế giới vật lý này không tu gì hết, nhưng mà phải biết phục sống. Thiền tâm nó chỉ cách phục sống để thoát ra cái này. Tại vì mình cái tưởng cái khổ là gì, là mình tưởng nó mới khổ. Vì thế mà trong văn học có nói câu một nhà giàu đứt tay bạn mài đổ ruột. Đứt cái tay cái mình tưởng nó khổ, mà ta đổ ruột ta còn chưa khổ nữa. Bởi vậy thiền tâm là cái thuật cho chỉ cái thuật sống, chứ không có gì lạ rồi đó. Thuật sống và công thức đi ra ngoài cái tứ khổ này. Giờ con hỏi tiếp. Trước đây nhà con có thờ, có nhờ người đồng bóng thờ mẫu âm cố tổ đại thần. Nay con tu thiền tâm, nhà con không thờ mẫu và ước nhà thân thờ miễu. Trước nhà được không? Và không thờ ông cố tổ đại thần và binh gia con cố tổ đại thần nữa được không? Thờ cố tổ là cái ông cố tổ mình á, là phải vị tướng ngày xưa mới gọi là được quyền là thờ cố tổ. Có nghĩa là ngày xưa tổ tiên mình đã từng lãnh đạo quân đội, gọi là mới gọi là cố tổ, nhớ vậy thôi. Còn tổ mà tổ thường thôi là tổ không, chứ cố tổ, tổ tổ là nói về vị tướng ngày xưa. Còn bây giờ thì mình cũng không nên bỏ ngang. Biết rồi, tiễn ổng bằng bữa cơm canh nghe gì đấy. Bây giờ con theo thiền tâm thì thôi giờ cố tổ theo tu, theo con thì đâu không tu thì con giờ không có chọn cho cố tổ ăn nữa. Thì cô nói là không có trịnh trọng như ngày xưa. Bây giờ con theo thiền tâm này rồi, nếu mà con mà cúng cố tổ á thì nó không phải. Mà bây giờ biết cố tổ thì không phải cố tổ giả. Cố tổ đầu thai mất rồi, cái ông cô hồn mà ông nhậu nó tao là cố tổ không. Rồi sao làm sao biết. Vì thế mà cũng phải tiễn một cái, rồi sau đó mình đưa cái ông Phật cầm canh sen lên để gì nó xóa đi cái kia. Rồi cái đưa cái kinh ra ăn vị Phật ra đọc chữ tháng đi, mười ông cố tổ cũng chạy. Đó, nhưng mà mình phải làm bài tiễn làm bạn, là phải cúng tiễn làm bạn chứ đừng có bỏ thế gian này. Nhưng mà cũng nói đàng hoàng với người ta, nó hồi xưa con không biết, giờ con tưởng là thờ cố tổ rồi này kia nọ, giờ thôi giờ con biết rồi, thôi giờ cố tổ nếu mà cố tổ còn thì ở đây thôi, nhưng mà còn theo con tu giải thoát luôn, năn nỉ ổng luôn. Đó, mình phải trả nghĩa trả lễ cho đàng hoàng thế gian này, lễ nghĩa phải cho đúng. Thầy ơi, thầy ơi, có khóa miệng không mà mẹ của em vậy thầy? Cái miệng trước nhà. Là cái miệng ở trước nhà. Giờ nay theo chị này theo thiền tông rồi, giờ có khóa luôn miệng đi. Không, đừng khóa. Vâng, còn đừng có khóa.
thời gian để dự phần văn vắng thời gian tự động nó siêu vợ nó sập thôi chứ con đừng nhớ là tuyệt đối à, đừng có phá hiểu à, tuy con không muốn nhưng mà ta vẫn ở, con đừng có phá, đừng từ ta thấy buồn quá đó, buồn quá mai cúng thì bà đi. Con vừa rồi có nghe cái chuyện mà của bà Thu phó chủ tịch thành phố chết vì cái biểu của Trần Đạo, cái lương hương của Trần Đạo thôi, con có chuyện dở cái câu chuyện đó, nó có liên quan ngày xưa, ngày xưa đó mà cái thời Ngô Đình Diệm về thống 1054 mới dựng lên cái bạc này, cái này còn bạc ổng nói nó là đây là Hai Bà Trưng nha, nhưng mà người tưởng lớn tưởng nhỏ thì mấy ông Phật giáo nói cái này là thờ gì, thờ mẹ con bà Nhung chứ không bà Trưng gì, Hai Bà Trưng thì có bằng nhau, lớn nhỏ là mẹ con bà Nhung. Bà Ngô Dung vì thế mà đảo chánh người chuyện nó kéo, nó kéo cái tượng đó xuống, nó đưa cái tượng Tận Đạo lên. Tận Đạo là giờ dù bây giờ dù ổng không có nhưng mà mình đang đưa tới mình thắp nhang mời ta, chưa chắc ông Trần Tận Đạo ở đó đâu, nhưng mà thế giới này là ai, thế giới thánh là ổng nhờ, ổng nhờ vô. Rồi bây giờ á cái lưu hương đó thì để người ta bả đem mới dẹp để cái thùng rác vô, và ông bà ngày sợ giận bà chết luôn. Nó có chứ hay không nhưng mà đều phải hiểu cái này. Nó mà phó chủ tịch thành phố đồng bạc chứ mà nhỏ đâu, nó còn giận chết đó. Thì còn con trong cái gia đình cái miễu thì con chỉ nói vậy rồi từ từ con bỏ từ từ ha, chừng nào cô kêu mà nó tàn lạnh rí là thôi, từ từ nó sạch. Ông ơi, vậy là ngày Tết mình à, Tết ngày lễ mình cũng ngày rằm mình cũng cúng hoa quả bình thường không? Cho cái mẹo á. À, nó chỉ để cho nó lạnh rồi. Thì nó cái mẹo được con phá để từ từ được có cúng riết. Thì nó thì từ từ tự nó thời gian nó sập hoa là đấy. Mình thử từ từ thử chứ đừng có đập liền cũng được, nó được. Mình không có cái lực đó. Chừng nào mà giống như mà con ông thầy mà gọi là phá đáo đọ trong tiền sử Trung Hoa có gì, ông đi ngang ông vô cái miễu á, cái này là quỷ chứ ai ông dám, ông đón dám là vì ông hiểu được cái này, ông nhìn thấy được nó. Người ta nói ông này phá cái miễu này thì chắc chắn là bị bẻ họng chết, mà ông đâu có chết đâu, tùy theo cái lực phá chứ không phải là ấy. Bây giờ nếu mà nói về cái chỗ Trần Hưng Đạo, một vị tướng nào ngon lành mới lại là dám lại chỗ này, chứ người bình thường cũng dám, một dân sự cũng dám giật chết luôn. Tuy trên đó là không phải ông Trần Đạo ngự đâu, nhưng mà những cái thánh lớn nhất cái vùng đó phải tới thấy chỗ nào thờ là người ta tới. Cái đất này không có thần nào ở đây được mà do vị thánh thôi, mà thấy mình yếu cũng dễ đập mình chết luôn. Tại nên mình kinh nghiệm đừng có làm tầm bậy. Mình không tin thì không tin, không đừng có làm vô cái miễu người ta, tự nhiên mình chửi người ta cũng đập mình chết luôn. Cái giới này cái miễu này, miễu là của hồn thờ, ai dám không? Bây giờ tôi cho mấy ông nào mà hòa thượng thượng tọa cỡ nào lớn dám mà chửi cái miễu sử dụng đập chết liền. Cái giới vật lý mình phải hiểu nguyên tắc, mình không lấy cái thôi chứ đừng có phá người ta. Thế là cái này nó có hết chứ được, chứ làm sao không có. Mình không tin, mới là bây giờ khởi dễ cái Thiền Tông ra đời, bằng nó bằng sự thật, nó có chứ phải cúng, miễu vẫn cúng được rồi, mà cúng cho cô hồn. Mình đứng đó mình đừng có lợi sinh, đã cô hồn mà còn lợi sinh gì nữa, đã mình đem mình bố thí người ta được, rồi lợi sinh người ta sao được, là mê tín. Ta chững lại chứ không, chứ đâu phải là đâu, ta gọi là phá cái miễu đâu, không có phá. Ngủ nó phải có đàng hoàng, nhưng mà được. Có linh với cái người mà mê tín, còn người không mê tín làm gì linh? Nó phải hiểu cái thế giới này. Bởi vì đừng dù miễu ở đâu mình cũng không có xâm phạm người ta. Ở nhà mình cũng vậy, từ từ mình cúng cũng có mình cúng ăn mình cũng nói đàng hoàng nữa. Hồi đó con không biết rồi con lớn sau dịch thì con cúng bữa chó này thì con trông mình ăn đi, được con tu theo Thiền Tông cái gì đó nó đàng hoàng ai rồi mình. Chứ tự nhiên ngang nhiên một phạt cũng được. Rồi, thế.
con tu thiền tâm, con không bỏ kinh Pháp Hoa, vẫn đọc kinh Pháp Hoa hàng ngày có được không? Đọc kinh Pháp Hoa được sao, để mà đọc làm sao cho nó lộ cái tri kiến Phật đó, thì nên tụng. Còn đọc tụng mà không lộ tri kiến Phật đừng tụng. Kinh Pháp Hoa là cái loại quyển kinh chỉ cho tri kiến Phật, tụng xong gì rồi đó là tốt nha. Còn tụng mà như con két đọc thì thôi, mà không thì muốn rảnh thì cứ đọc ai lại mình. Nhưng mà có một điều đó là tụng kinh, tất cả nhiều kinh là phải hiểu được, đạt được cái ý sâu màu của kinh. Kinh nào vậy cũng có cái ý sâu màu hết chứ phải không? Nó ta mới đúng hiểu rồi cái mình cho là cái bài kinh đó là giải thoát, không đúng đâu. Giải thoát nó phải đi làm tụng kinh, giải thoát là đi học công thức. Kinh đây là chỉ là ru ngủ với lòng người thôi, để cho người ta hiền lành lại thôi. Chứ kinh, trong kinh người ta nói nhưng mà không hiểu thì mình đọc kinh để mình hiền lành. Không có ông nào mà đang bỏ mỏ mà người ta chửi mà chửi lợi đâu, có không? Nó hiền, nó vậy, cái thuật nó vậy thôi. Tụng thì tốt thôi, ai rầy. Nhưng mà muốn đạt kết quả thì phải tụng kinh mà lộ được tri kiến Phật thì nên tụng. Còn không tụng thôi, rồi như lau nhà đi, lau quét nhà, lúc trong cô cho ngon lành đi, đừng có ngồi nó mệt lắm. Thì cái gì đó là thế giới vật lý thì làm cái gì thì mình phải hiểu kết quả rõ ràng, chứ đừng có làm mơ hồ. Mơ hồ là không tốt. Rồi còn hỏi nữa. Hiện tại anh câu hỏi, quý vị nào có câu hỏi? Hay cử. Nếu không có câu hỏi thì bạn chị xin được quay lại ngày hôm nay.